biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em mà. Quay xe. Em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Anh không phải chịu em chứ. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt. Có kiếp sống mình chẳng sớm nhau đúng không nhỉ?